Anh Thanh Bảy Tiến Phương xin kính chào các cô chú anh chị và các bác. Hôm nay mình quay video clip này, mình sẽ chia sẻ cho anh em cách nhận biết đâu là Migo Sure BGX4 xịn và đâu là Migo Sure BGX4 của Trung Quốc nháy. Hai mấy anh em ha. Thứ hai là chia sẻ cho mấy anh em hiểu chất âm và cái độ sống của đồ xịn như thế nào và đồ Trung Quốc như thế nào. Bây giờ trước tiên để mình đi đến cái hộp sống của BGX4 Trung Quốc đây, hàng nhái, hàng này trong thùng nha mấy anh em. Hàng nhái nè. Đó, mấy anh em coi nè ha. Đây. Chữ rất là xấu ha. Hai hộp sống nè. Mình quay cho mấy anh em coi nha. Sống đây. Cái này là của Trung Quốc nha mấy anh em nha. Cái này là hàng Trung Quốc giả ha. Thì mấy anh em nhìn thấy cái của Mỹ nè. Khác hẳn hoàn toàn. Mỹ đây. Nha. Trung Quốc đây. Tần số sống nè. Thằng Mỹ nè. Đó, có để rõ ràng ha. Của Trung Quốc nè. Mình sẽ lật lên đây. Cái này của Trung Quốc nè. Đây của Mỹ nè. Mấy anh em nhìn khác hẳn hoàn toàn không? Ha. Cho nên mấy anh em phải hiểu, mua đồ phải hiểu nha. Để thôi khi mình bán đồ á, mình gửi cái anh em nói cái này của Trung Quốc giả hay gì đó, mấy anh em không biết, mấy anh em ngập ngừng ha. Cái thứ nhất là mình sẽ quay hộp sống cho mấy anh em coi. Thứ hai á là mình đây nè, anh em rất là sai lầm nha. Khi cái Migo BGX4 nhưng mà tai của nó của cái tai mic của nó là BGX2 mới đúng nha mấy anh em. Chứ không phải tai mic là BGX4 nha. Bộ của nó là như vậy nè nè. Ha, của Trung Quốc cũng vậy nha mấy anh em. Của Trung Quốc nháy nó cũng y gan vậy ha. Tai cũng vẫn là BGX2 ha. Thì rồi mình gửi cái bộ mic cho anh khách ở Hà Nội ha. Ảnh nói cái này là phải BG mới đúng, BG4 mới đúng, nhưng mà mình nói xin đứng chính lại nói ha. Bộ mi này là cái bộ mi tay BG2 là đúng của nó nha. Tôi bán không có sai nha anh nha. Nè, đúng hàng của người ta nè ha. Nha. Đó, cho anh nghi ngờ đồ Trung Quốc tội nghiệp tôi bán đồ đúng hàng đúng cho anh nha. Đây. Đó, tôi nói trước là như vậy. Thứ hai nữa là cái đầu mi xịn nè. Mấy anh em nhận biết cho mình cái gì quan trọng nhất ha. Mình mở cho mấy anh em coi. Thứ nhất là cái đầu mi xịn nè, nó màu vàng này ha, màu vàng này đây. Mình sẽ quay cho mấy anh em coi. Đây, cái đầu mi của Trung Quốc nè, đầu mi Trung Quốc nó sẽ màu vàng này, mấy anh em thấy không? Đó, xịn, vàng giống màu vàng 24 Trung Quốc nè, mấy anh em nhìn khác biệt ha. Rồi thứ hai là cái đầu mi nè, mấy anh em phải nhìn cho tôi rõ nè. Cái đầu mi thằng này có hai chấu, thấy không? Nó cũng nháy. Cái này là loại một nè ha, hàng Trung Quốc là một, nó nháy cũng gần giống vậy, mà nhìn kỹ sẽ biết ha. Cái này có hai chấu này nè, mấy anh em thấy hai chấu không? Cái thằng xịn nó ba chấu đây, thằng xịn nó ba chấu nè, thấy chưa? Tại vì á, trong cái mặt Migo xịn á, ở trong đây nè mấy anh em, nó có bộ phích đại, có chăn to điện trợ phích đại trong đây nè ha. Cho nên nó tới ba chấu ha. Còn thằng Trung Quốc nó bỏ đi, trong cái mạch, trong bộ Migo Trung Quốc này nó không có mạch phích đại ha, không có mạch phích đại trong đây, cho nên nó làm có hai chấu nè. Nhưng mà cái điều đặc biệt á, khi mấy anh em lấy cái đầu mi Trung Quốc này, mấy anh em gắn vô cái mi xịn thì nó vẫn có tiếng nha mấy anh em, nó vẫn có tiếng bình thường. Nhưng mà khi mà mấy anh em lấy cái đầu mi xịn này nè, cái đầu mi xịn này gắn vô cái đầu Trung Quốc nó sẽ không kêu, tại vì cái Trung Quốc nó không có bộ phích đại này nè ha, nó không có bộ phích đại trên mi nè, nó không có cái chấu chia giữa này nè. Cho nên mấy anh em gắn cái đầu mi xịn như gì vô tiếng nó sẽ không kêu nghe mấy anh em nha. Cái đó là mình chia sẻ cho mấy anh em hiểu, nó tiếng nó không kêu, cho nên khi mấy anh em gắn nó sẽ không kêu nha. Cái thứ ba nó cái tai mi nó cũng khác ha. Tai mi Trung Quốc đây, mình quay lên này, tai mi xịn đây, chia sẻ cho mấy em kỹ càng luôn, thấy chưa? Tai mi xịn nó có chữ xua nè ha, rất là rõ ràng ha. Mấy in China để này nè, cái đời này là mấy anh em mua để mấy in China mới đúng là hàng xịn nha mấy anh em nha. Chứ cái này nó không có sản xuất tại Mỹ đâu, cái đời sau này không còn sản xuất tại Mỹ nha. Cái đời mi xua này là mấy in China nha. Rồi mình nói cho cái giá cho mấy anh em luôn. Cái này nguyên thùng nè, của Trung Quốc 2,5 triệu ha. Cái này hàng bãi
còn mới 90%, 5.800.000 ha. Hàng xịn của Mỹ, mình bao xịn của Mỹ 5.800.000, bao xịn của Mỹ nha, 5.800.000. Rồi mình sẽ chia sẻ cho anh em hiểu cái 5.800 và cái 2.500 nó khác nhau tiếng như thế nào ha. Mấy anh em mới biết chơi thì mình sẽ nói rõ luôn. Khi mà mấy anh em á mua về, mấy anh em thử tiếng á, thì cái thằng Migo rẻ tiền này nè, cái tiếng nó rất là lớn nha. Mấy anh em nói lớn, nói nhỏ nó cũng lớn nữa, và nói lớn thì nó sẽ bị méo tiếng ha. Và cái chép nó rất là nhiều, chép nó rất là nhiều. Nhưng mà ngược lại á, cái thằng Migo xịn này nè, mấy anh em nói nhỏ nó nặng lắm, mấy anh em hát nó rất là nặng ha. Nhưng mà khi mấy anh em nào biết ca hát lớn, cái Migo xịn này nó không bị méo tiếng ha. Khi mà mấy anh em mua mấy Migo xịn của người ta về, mấy anh em có shipper, có bưu tá, có lại test đồ á, mấy anh em gắn vô cái dàn đồ lớn, mấy anh em test á, cái Migo lớn này nó phát huy ha. Còn mấy anh em mà gắn vô cái dàn đồ nhỏ, một hai cái lo nhỏ ca kê gia đình ở nhà, mà mấy anh em so với Migo Trung Quốc, cái tiếng nó không có nhẹ như Migo Trung Quốc đâu nghe mấy anh em. Nó không có nhẹ đâu ha, nó không có nhẹ tiếng như Migo Trung Quốc đâu. Còn mấy anh em chê cái đồ này dở, nhưng mà thật sự không phải nha. Cái hàng xịn của nó, mình nói nhỏ nó nghe nhỏ, mà nói lớn nó nghe lớn. Cho nên kỳ rồi mình mới bán cho anh đó cái bộ này Migo ha. Ảnh về anh nói cho thử, tiếng nó nặng hơn Migo Trung Quốc là đúng. Migo ở nhà là đúng nha, tiếng bass chép nó sẽ không nhiều giống như là cái Migo của hàng Trung Quốc. Nhưng mà khi mấy anh em cộng lo nhiều vô, mình chia sẻ ha, mấy anh em hát cho dàn đầu lớn 3-4 cặp lô phun vô, chép nhiều vô, thì thằng này nó sẽ không bị vỡ tiếng chép nha. Nó không vỡ tiếng và nó không bị vỡ tiếng chép ha. Nhưng mà khi cái thằng Trung Quốc, các loại Trung Quốc luôn, nó thua Migo Mỹ là tại sao? Khi mấy anh em hát đầu lớn vô nhiều, nó sẽ bị méo tiếng ha. Hát lớn nó bị vỡ tiếng, và chép vô nhiều là mấy anh em gắn vô hệ thống lo lớn là tiếng của nó vỡ ra liền, nó ồn ha. Mình chia sẻ cho mấy anh em hiểu kỹ ha, chứ nói vậy chắc âm thanh. Hai nữa, kinh nghiệm của mình là âm thanh đó, khi mà thằng mình xài cái Migo siêu xịn rồi nè, khi mình hát ngoài trời đó mấy anh em, cái giải tầng từ 8kg đến 16kg nó rất là thiếu. Nhưng mà đối với thằng này á, mình sẽ cộng cho mixer, cộng EQ được, nó không bị méo ha. Cộng lên 3dB, 2dB bình thường, từ cái giải 8 đến 16kg cộng bình thường. Nhưng mà Migo Trung Quốc, mấy bạn ra ngoài trời, mấy bạn cộng lên nó sẽ vỡ tiếng. Là do cái đầu của Trung Quốc này là cái đầu dởm ha, nó không đáp tiếng được cái tần số cao được ha. Cho nên những thằng Migo xịn nó đáp tiếng được cái tần số cao được. Cho nên mình ra ngoài trời mình cộng cái tiếng chép vô thì cái tiếng người quật nó mới xì, nó mới mượt, nó mới bay ha. Cho nên á, tại sao người ta bỏ tiền người ta xài Migo siêu Mỹ là như vậy, chất âm khác hẳn hoàn toàn ở tần số đó, cái đáp tiếng ha. Cho nên mấy anh em phải chia sẻ cho mấy anh em kỹ để về mấy anh em chết đồ đúng như lời mình nói ha. Mình từng như làm show sự kiện ngoài trời, bộ này mình đã xài mấy bộ hồi trước kia, 5-7 năm trước mình đã xài, bây giờ mình xài loại khác nữa rồi ha. Thứ hai nữa, nói về sóng thì cái thằng xua xịn này nè, mình giải thích cho mấy anh em hiểu. Sóng của nó mấy anh em xài á, lâu á nó không bị thung sóng lại, giống như Migo Trung Quốc. Tại sao Migo Trung Quốc mấy anh em mua rẻ tiền, mới mua sóng mấy anh em đi 50-70 mét được ha. Còn mấy em xài một năm, vài tháng, 5 năm mấy 2 năm, nó sẽ thung sóng lại. Mấy anh em đi 50-70 mét nó sẽ bị mất sóng nghe không, nó sẽ bị mất sóng chứ nó không còn sóng chuẩn như thằng này. Nhưng mà riêng cái Migo siêu Mỹ mình có bán cho mấy anh đó xài có khi 5-7 năm nha, sóng rất ổn, tiếng nó không bị vỡ theo thời gian giống như là cái Migo Trung Quốc, nó rất là mau xuống nha mấy anh em. Còn cái điều này cực kỳ quan trọng nữa là khi mình đi làm show mình đã trải qua nhiều kinh nghiệm nha. Khi mà anh em xài cái Migo siêu xịn nè, mấy anh em làm show đi vô 1.000-2.000 khách bình thường, mỗi người mang theo một chiếc di động nha, nó không bị nhiễu sóng điện thoại di động nha. Còn mấy anh em nào đi làm show mà theo mình biết á, mình đã từng làm đó, mấy anh em mua Migo Trung Quốc thì mấy anh em làm á, thì mình nói ha, lúc mình thử tiếng thì rất là ok nha. Nhưng mà khi mà tới người ta vô đông 500-700 khách, 1.000 khách trở lên, nó sẽ bị hợp sóng. Là tại vì sao? Cái Migo sóng này nó sẽ bị của Trung Quốc, nó sẽ bị nhiễu sóng điện thoại di động nha mấy anh em, nhiễu sóng điện thoại di động nha. Cho nên anh em làm, mấy anh em bị trường hợp đó rất là nhiều nha. Cho nên mấy anh em đã bị trường hợp đó, cho nên mình nói trước cho mấy anh em là mình đã từng đi chiến trường, mình đã từng bị nha. Cho nên hôm nay mình chia sẻ cho anh em hiểu tại sao người ta bỏ Migo mất tiền là như thế nào ha. Cho nên nó mới có cái hay của nó, người ta mới bỏ ra số tiền. Như bộ này mới nó tới 10 mấy triệu, cũ là 5.800 nha. Mới mấy anh em mua 500 ngoài đô chứ không rẻ.
cái này mới chỉ có 2,5 triệu thì mấy anh em nghĩ đi, chất âm nó khác hẳn hoàn toàn. Cho nên những người không biết á mới chê cái Migo xua Mỹ là giỡn nghe mấy anh em ha. Mình đã từng trải qua chiến trường ha, ngày xưa mình cũng như mấy anh em ha, mới mua về hát nặng quá hát dở ha, nhưng mà thật sự mấy anh em lên đầu lớn đi, mấy anh em cảm thấy cái Migo Mỹ nó rất là hay nha, rất là hay nghe mấy anh em nha. Rồi bữa nay mình sẽ chia sẻ mấy anh em cái bằng Migo ha, cho mấy anh em hiểu thế nào là đồ xịn ha, tại sao bỏ tiền ra mất tiền, mình đã từng trải nghiệm nhiều. Rồi tới đây mình sẽ có cặp chép nè, Obiton nè ha, chép này chuyên cho gây, chép là 8 ohm nhà mấy anh em ha, chép 8 ohm nè, liên gây 8 ohm nhà mấy anh em ha. Đây phi đúp 8, đây từ đây đây nó có thông số đây ha, lên mạng đây nè mấy anh em thấy không, này 8 ohm nè, chép hiệu nè, y gan như cái hiệu mình đang cầm ha, nè 44 nè ha, cool 44 1.5 in, 80W gầu gam ha, giải tầng từ 1 kg đến 20 kg nè, độ nhạy 110 dB, đó QNC gain là 1 kg đến 18 kg. Mấy anh em thấy thông số à, cái này này nó có hai loại ha, loại SV 18 8 ohm và 16 ohm, thì đây mình đang có cái loại là 8 ohm nè, nè 8 ohm ha. Cái loại này á cái giá nó rất là đắt ha, mấy anh em nào muốn mua sưu tầm thì lên trang nó bán ở bên, tại bên Mỹ nó bán giá rất là đắt ha. Cái này mình mua được tồn kho nên cái giá nó rất là rẻ nha. Cái giá cặp lo này bên Mỹ nó một cái như vậy là tới 100 mấy chục ego lận ha. Một cặp này á là gần 10 triệu nha. Cho nên á mình bán cặp chép này là 3,5 triệu nè. Chuyên Linagay. Chuyên Linagay nha. Nè có thông số kỹ thuật nè, có đồ nè, có hiệu đàng hoàng ha. Chuyên Linagay 3,5 triệu, đồ của Mỹ như Linagay nha. Obiton ha. Anh em nào mua thì tìm hiểu nha. Nè mình có nè. Chép rất là xịn sò, 7 màu. Chuyên cái này là mấy anh em về chuyên gáp cho lo phi thiền. Ha, chuyên gấp cho lo phi thiền và lo agay nha. Cái đó mình có số lượng 5-6 cặp ha. Anh em nào mà cần gấp lo phi thiền hay là agay quả tiễn gì lại liên hệ mình. Cái này chuyên cho ngoài trời, cái này là một độ nhạy 110 dB ha. Nếu mà anh em nào biết thông số thì quá khủng nha, 109-110 là bằng BMS rồi ha. Đồ này đồ chuyên agay nha, 3,5 triệu một cặp nha, 450 nha mấy anh em nha. Mấy anh em sạc lên cái hiệu này là sẽ có hiệu nặng 100 mấy chục ego một chiếc nha. Nên cho nên là mình bán cái giá này mới chưa được nửa giá so với bên bển, chưa tính tiền ship về cho mấy anh em. Đây đây mình có thông số đây rõ ràng ha. Bữa nay mình sẽ có, trước tiên là mình chia sẻ Migo, hay là chia sẻ một cặp chép này, anh em nào mua 3,5 triệu nha mình anh em nha. Rồi hôm nay anh âm thanh Bảy Tiếng Phương sẽ chia sẻ cho mấy anh em cái này ha, để anh em mua Migo đâu là biết hàng xịn, đâu là hàng dởm Trung Quốc và lý do tại sao bỏ nhiều tiền ra mua đồ xịn như thế nào thì mấy anh em sẽ biết nha. Cho nên hôm nay mình chia sẻ nhiêu đây. Rồi mình xin cảm ơn anh em đã xem kênh của mình và xin kính chào và hẹn gặp lại một video tiếp theo. Và mấy anh em thấy hay sẽ cho mình một like và khích lệ cho mình tinh thần ha, và đăng ký kênh nhiều. Mình tới đây mình sẽ chia sẻ cho mấy anh em nhận biết những đồ gì xịn, đồ những đồ gì dởm và những đồ gì mua mắc tiền xài như thế nào cho nó đúng túi tiền mình bỏ ra hay không, để thôi mình mua về mình không biết mình ship lại mình nói người ta bán đồ dởm mình trả lại cho người ta tội nghiệp người bán nha mấy anh em nha. Ở đây Tuấn Phương bán tiền thật việc thật nha, không bao giờ lừa ai bất cứ món gì, bán đúng tiền đúng cỏ. Rồi xin cảm ơn mấy anh em đã xem, xin kính chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Xin tạm biệt.